Chiều ngày 15 tháng 9, câu lạc bộ Hoàng Gia Lai đã có buổi tập trước trận đấu gặp Thành phố Hồ Chí Minh trong khuôn khổ vòng 22 V-League. Buổi tập này thiếu vắng Lương Xuân Trường và hai thủ môn Văn Tiến, Văn Trường. Trận đấu với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, câu lạc bộ Hoàng Gia Lai sẽ không có sự phục vụ của tiền đạo Văn Toàn và ngoại binh Zeba Joseph do cả hai đều đã nhận đủ 3 thẻ vàng trong những trận đấu trước đó. Tuy nhiên, những gương mặt như Công Phượng, Minh Vương, Văn Thành được hy vọng sẽ giúp cho đội bóng phố núi giành 3 điểm ngay tại sân Thống Nhất. Huấn luyện viên Dương Minh Ninh chưa biết đội bóng của ông sẽ cố gắng hết sức trong những vòng đấu còn lại. Đồng thời, ông cũng tiết lộ về tình hình sức khỏe của cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh. Phải nói là tới vòng đấu thứ 22 này thì phải nói là trong cái thời điểm này thì đội cũng rất khó khăn. Hình như cái mục tiêu nó phải nói là càng ngày càng rời xa chúng tôi. Cho nên toàn đội kể cả ban huấn luyện quyết tâm cho những năm cái vòng đấu cuối làm sao từng trận một thi đấu làm sao đạt được cái hiệu quả cao nhất. Thì phải nói là trước trận đấu này thì chúng tôi cũng về tổn thất lực lượng rất lớn, về những ca chấn thương cũng rất nhiều. Đặc biệt là ngay chỗ T3 Văn Toàn là 3 thẻ thì chúng tôi cũng có những cái phương án để mà làm sao trận đấu ngày mai thi đấu một cách hiệu quả và tốt nhất. Tuấn Anh thì mổ gối thì hiện giờ là em đã đang hồi phục ở bên Hàn Quốc. Thì khoảng cỡ 1.5 tháng nữa thì em nó sẽ quay trở lại Việt Nam. Thời điểm đó thì V-League đã kết thúc, thì thời điểm đó là em nó về là đã tiếp xúc và tập trung với đội được rồi. Về chứ Hiếu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh thể thao 360 của báo Thanh Niên.